ngày 15 tháng 6, nhằm ngày 6 tháng 5 năm Tân Sửu. Môn đồ Pháp Quyến Chùa Pháp Bảo, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trang nghiêm tổ chức lễ phụng tống Kim Quang Ni Trưởng Thích Nữ Chân Châu, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Bình Thuận, phó trụ trì Chùa Pháp Bảo làm lễ tra tì. Buổi lễ đã được cử hành trang nghiêm và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quang Lâm chứng minh gia trì hộ niệm có trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Tánh, thành viên Hội đồng chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Hòa Thượng Thích Minh Nhật, ủy viên Hội đồng trị sự trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức tăng ni trong tỉnh Bình Thuận cùng quý Phật tử đạo tràng chùa Pháp Bảo đồng về tham dự. Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức đã cung tuyên tiểu sử cố ni trưởng, đại diện môn đồ Pháp Quyến dâng lời tưởng niệm. Tiếp đó, chư tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, phất trần khai thị tứ chúng đồng niệm Phật, trợ tiếng giác linh, cung thỉnh nhục thân cố ni trưởng, đời chùa Pháp Bảo đến nơi trà tì. Ni trưởng thể danh Nguyễn Thị Môn, pháp danh Nguyên Hóa, pháp tự Chơn Châu, sinh ngày 5 tháng 2 năm Canh Dần, năm 1950, tại làng An Thuận, xã Hương Cần, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm kỳ 2007-2022, ni trưởng được cung thỉnh vào hàng chứng minh phân ban ni giới tỉnh Bình Thuận. Người đã thuận thế vô thường, xã báo thân vào lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2021, nhằm mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu, trụ thế 72 tuổi, trải qua 44 mùa an cư, khép lại cuộc đời tu hành của một bậc ni lưu phạm hạnh, tâm niệm tiếc thương vô hạn của môn đồ đệ tử và Phật tử gần xa.